cho đến bây giờ ấy thì là chồng cả con chị cũng chưa được biết đâu. Cái gì ạ? Chị giấu. Anh quay phim có thể quay đấy, cái phần này ta sẽ nhìn thấy không quá là dày đúng không ạ? Đi mà nhìn được khắp cả bốn phía của nhà luôn, nó sẽ khác biệt hẳn với những cái thang thông thường đóng trong một cái hộp kín. Tại sao nhà không người ở mà lại làm xịn sò thế này? Đấy, đứng ở đây view xuống thì đúng là chất triệu phú. Đây là các cái viên sỏi đúng không anh? Đúng rồi, sẽ đặt đá theo bố cục. Có thể nói là hàng độc đấy, trên thị trường không có. Cái kia có chai Macallan 25 nhỉ? Đấy, chai Raycast này thì cũng không nói làm gì rồi. Những chai như này thì cũng toàn trên chục triệu đổ lên cả. Đấy, cũng là hàng hiếm. Đến bây giờ thì chồng và con của chị ý, gia đình vẫn chưa ai hay biết là chị đã sở hữu một cái không gian như thế này. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang thong dong ở trong một trong những cái khu biệt thự dành cho giới nhà giàu ở tại Vĩnh Phúc. Đây, các bạn có thể nhìn xung quanh như này. Có rất nhiều những cái căn biệt thự to, đẹp, lộng lẫy ở đây. Và tôi đang đi ngang qua một cái căn biệt thự mà theo một cái kiến trúc nó rất là theo kiểu Mỹ. Và có thể gọi là như vậy, rất hiện đại. Ở bên ngoài nội thất dùng các cái gạch rồi đá ốp xám rồi cái phần mái cũng rất là hiện đại nên là rất là thích, nhưng mà thấy kín cổng cao tường. Tình cờ thì lại thấy ở đây có một cái biển. Đấy, các bạn có thể nhìn này. HP House. Cái này không biết có phải là ngôi nhà hạnh phúc không? Đấy, hay là đây là ký hiệu viết tắt của hai tên của anh chị chủ nhà. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng ở đây là tôi nhìn thấy có một cái logo rất là quen thuộc ở đây. Đấy, đây là cái logo của một đối tác cũng rất là lớn của Nhà To mà chúng ta đã tham quan rất nhiều công trình rồi. Nên là tôi quyết định sẽ gọi vào chính cái số này, nhưng mà đây là số hotline. Nhưng mà tôi sẽ gọi vào số của anh giám đốc luôn. Đấy, để hỏi xem là hôm nay chúng ta có vào trong cái công trình này để review được hay không. Alo, anh Quỳnh à? Dạ vâng, em đang ở trong một cái nhà là HP House, Hạnh Phúc House, ở khu đô thị Nam Vĩnh Yên mà thấy có biển R cộng. Thì bây giờ nhà này đang kín cổng cao tường, thì anh xem giúp em xem là có cách nào để đột nhập được vào trong để tham quan không? Em thấy là đẹp lắm. Vâng, ok anh. Ok anh, rồi em chờ anh, em chờ anh. Đấy, hay quá, như vậy là đã nhận được lời xác nhận từ anh Quỳnh, giám đốc của nội thất R cộng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Một lát nữa thôi thì chắc là anh Quỳnh sẽ xuất hiện và giúp cho Hoàng Đức cũng như quý vị khán giả Nhà To, chúng ta sẽ vào được bên trong cái công trình này để tham quan xem là nó có gì thú vị và hấp dẫn các bạn nhé. Rồi. Chào anh. Chào. Em chào chị. Giới thiệu với Đức, đây là chị Hiền, chủ nhà. Thế là em lại cứ đang tưởng là đây là nhà của anh ở Vĩnh Phúc, lại thấy có cái biển R cộng ở kia. Bên anh thiết kế và thi công cho gia đình nhà chị căn biệt thự này. Wow. Anh nay tưởng đưa tự chị động. Nay anh đưa chị đi chọn nốt cái vật liệu hoàn thiện bên trong nhà. Thế là nhà mình là vẫn chưa xong hả chị? Đúng không? À thế hôm nay em lỡ qua đây rồi, chị cho em vào em tham quan thì được không? Mời em. Dạ em đi bên ngoài, em nhìn thấy ở cái kiến trúc ở mặt ngoài nó hiện đại, nó đẹp quá nên là cũng thấy biển R cộng, thế là lại phải gọi cho anh Quỳnh bảo là anh cho em bố trí cho em vào em tham quan tí. Dự kiến là bên anh hoàn thiện xong là cũng sẽ mời Đức qua review đấy. À. Nhưng mà nay Đức đi tiện qua đây rồi thì anh em mình trải nghiệm luôn không gian, cũng tiện đây có cả chị Hiền chủ nhà nữa. Dạ, đấy, hay quá. Hay quá. Hôm nay lại bắt được tại trận, nhà chưa kịp xong thì
mình đã tóm được để review rồi. Đấy, chà. Cái này kiến trúc của mình là anh Quỳnh hoàn thiện hay là một đơn vị khác hay là form của chủ đầu tư như này ạ? Bên anh thiết kế tổng thể từ kiến trúc, nội thất đến sân vườn. À. Đây là một cái công trình có thể nói vui là toàn Mỹ. Toàn Mỹ ở đây không phải là đẹp hoàn hảo mà là phong cách kiến trúc bên ngoài là Mỹ, rồi nội thất bên trong. Bên trong cũng Mỹ. Đúng rồi. Ngoài Mỹ, trong Mỹ. À, trong là gỗ óc chó nhập khẩu của Mỹ, còn bên ngoài là phong cách hình thức mái dốc, wow, rồi thì tông màu trầm. Đây, theo lối kiến trúc. Anh quay phim vào đây. Đấy. Wow. Đẹp quá chị Hiền ơi. Thế là không biết là cái ý tưởng mà để làm cái căn biệt thự theo cái phong cách kiểu Mỹ này là anh Quỳnh anh tư vấn cho chị hay là sở thích của chị hay là như nào hả chị Hiền? Đây cũng là cái sở thích của chị. Dạ. Đấy, cái công trình này ấy thì cho đến bây giờ ấy thì là chồng cả con chị cũng chưa được biết đâu. Cái gì ạ? Chị giấu. Có nghĩa là từ từ em đang sợ em nghe nhầm. Chị bảo là cái công trình này là đến bây giờ là chồng với con cũng không biết. Đúng rồi. Bởi vì là thế thực chị ra xây cho ai? Xây cho gia đình chị nhưng mà ý là chồng và con chị có những cái phong cách khác nhau, không giống chị. Mỗi người một sở thích khác nhau. Đúng đấy. Đúng rồi. À. Thế còn chị thì sở thích của chị và đam mê của chị thì là cái dòng nội thất của óc chó cơ. À, chị lại đấy. Thích kiểu Mỹ. Ừ, đấy. À, ôi, hay quá. Hôm nay rất tình cờ nhưng mà lại là cũng là lần đầu tiên mà tôi đến thăm nhà của một vị gia chủ mà lại là cái nhà xây xong mà chồng con không hề biết. Thế là xây xong thế thì chắc là chị cũng chưa ở trong cái căn này đâu đúng không ạ? Đúng rồi, chị chưa về ở vì cũng chưa hoàn thiện hết hoàn toàn. Ừ. Thì còn một số cái nữa thì Quỳnh cũng đang hoàn thiện nốt cho chị. Dạ. Thế thôi anh ấy xem chị xem như nào cho em về ở tạm thì cũng được. Em thấy nhà mà không có người ở thì nó cũng buồn chị ạ. Mà xây lên đẹp như này mà không ai ở mà chỉ để ngắm và phục vụ đam mê thôi. Em thấy là chị phải gọi là chịu chơi số 1 đấy. Thì cũng phải tận hưởng chứ. Dạ. Đúng không? Wow, hay quá. Cơ duyên nào mà chị với anh Quỳnh lại biết đến nhau mà lại... Chị thì cũng hay xem trên nhà to ấy. Thế ạ. Thế thì chị cũng có biết là một số đơn vị thi công cái dòng sản phẩm này. Vâng. Thế nhưng mà chị cũng tìm hiểu và xem xét kỹ thì chị đã chọn R cộng. Và sau đấy thì liên hệ với Quỳnh để Quỳnh tư vấn thiết kế cũng như thi công toàn bộ cái công trình này cho chị. Thực sự là em cũng bất ngờ đấy. Hôm nay anh Quỳnh ngoài công trình này là anh chắc cũng lại rất nhiều công trình khác nữa là cũng giấu chưa chia sẻ cho em đúng không? Anh cũng dần dần sẽ từng cái công trình nó sẽ hé lộ dần. Dạ. Và nói lại một chút mà khi mà chị Hiền gặp bên anh thì chị cũng có đưa ra cái nhiệm vụ là chị rất thích phong cách hiện đại và thích cái chất liệu gỗ óc chó. Thế thì chị toàn quyền giao cho em để chị có một căn biệt thự ưng ý. Dạ. Và từ đấy thì bọn anh cũng có gợi ý và sau cùng thì đưa ra được cái nội dung như anh nói với Đức ngay từ khi cửa vào, đấy là toàn Mỹ á. Dạ. Đó, thế thì cái phong cách này cũng rất được chị ủng hộ và đúng sở thích của chị. À. Đấy là cái ý tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối để bên anh thực hiện. Thế thì chắc bây giờ em ngắm được bên ngoài rồi thì chắc là phải xin phép chị Hiền là cho em vào bên trong nhà chị nhá. Mời Đức cả Quỳnh vào bên trong. Dạ. Hai anh em vào tham quan nhà chị nhá. Dạ, vâng. Dạ. Thế hai anh em đi chị ngắm đấy một chút, đi loạn dạo. À thế ạ, thế chị lại ngại lên hình rồi. Thôi, thế em xin phép chị là em với Quỳnh. Một tí rồi dạ, nhá, vâng. Hai anh em lên đi. Dạ, nhá. Vâng, em cảm ơn. Cảm ơn chị. Rồi, hay quá. Càng đi thì lại càng gặp được nhiều những cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Những cái hoàn cảnh có thể gọi là rất hiếm có và khó tìm nhưng mà đôi khi thi thoảng lại xuất hiện ở trên nhà to. Các bạn thấy đấy, nhiều lúc cuộc sống cũng vất vả. Người thì cố gắng cả đời để làm được một cái ngôi nhà thật đẹp. Người thì đôi khi là có được những cái điều kiện để phục vụ được những cái đam mê. Mỗi người lại có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đấy, thì nói thêm về kiến trúc bên ngoài một chút thì nó mang phong cách Mỹ vì sao? Bởi vì là hệ thống mái dốc này, rồi thì cái tông màu trầm xuyên suốt. Chỉ khác Mỹ một chút là bên Mỹ thì tường rào thấp. Đúng rồi. Khuôn viên họ rộng hơn và họ có ống khói to. Ừ. Còn mình thì giản lược đi để nó phù hợp với cái đặc trưng của người Việt mình.
Rồi, hôm nay anh dẫn em vào xem đi. Xong rồi mấy hôm nữa em sang Mỹ, em sẽ kiểm chứng lại cái lời của anh xem là có đúng là như thế không các bạn nhá. Rồi, chúng ta đi lối nào để vào anh? Đức. Rồi, đây là cửa chính phòng khách luôn. Đúng rồi. Wow. Đây để anh mở rèm. Chúng ta sẽ cùng chờ xem phía bên đằng sau của bức rèm này. Wow. Đấy. Wow. Lại một phong cách rất là đậm chất R cộng. Đấy là một chiếc bàn trà ở sofa siêu to khổng lồ. Nhưng mà hôm nay thì em lại thấy là cái phong cách Mỹ ở đây mà như anh bảo đấy là cái khoảng thông tầng. Đúng rồi. Khoảng không gian thông tầng khiến cho chúng ta có một cái cảm giác khi bước vào phòng khách này rất là bề thế và rộng rãi. Đây là điểm nhấn của ngôi nhà khi bước vào phòng khách. Tất cả các cái view không gian chính thì đều có cái điểm nhìn sân vườn là cái chỗ vị trí anh em mình vừa đi lại. Hay quá. Cái kiến trúc này nó tạo cho cái không gian phòng khách này có rất nhiều ánh sáng anh nhỉ? Đúng rồi. Vào cảm giác rất là thông thoáng. Ở đây lại thấy anh bố trí cái hệ thống sưởi điện tử này nữa này. Cảm giác là bước vào phòng nó vẫn cứ ấm cúng. Thực sự là công trình của nhà chị Hiền thì chị cũng sẽ ít ở. Dạ. Chị về khi mà nhiều lúc là chị về để thư giãn thôi. Có khi dạ. Nhiều lúc là đến gặp chị lại đang ngồi một mình trong phòng ngủ và chưa hoàn thiện xong là chị ngồi đây chị làm việc. Đó, thế nên là cái sưởi này cũng là một cái điểm nhấn để tạo cái sự ấm cúng thêm. Dạ. Ngoài ra thì nói về cái hướng nhà nữa thì đây là khu sân vườn thì nó nằm về hướng đông, còn hướng tây thì toàn bộ là phía sau. Thì khi thiết kế của anh cũng làm thành hình chữ L. Đấy, nhưng nó khắc phục được cái vấn đề về nắng, về nóng rất là tốt. Thế nên là ánh sáng thì lúc nào cũng có nhưng mà không bị nắng nóng. Đúng rồi, lúc nào nó cũng sẽ ánh sáng nó nhẹ, nó mềm như này. Ở đây có một cái hay nữa là khi mà anh bố trí nhà theo hình góc chữ L như này thì anh cảm giác là cái không gian phòng khách nó sẽ, đây vẫn là một không gian mở nhưng mà nó sẽ riêng biệt được với cái không gian phòng bếp, phòng ăn. Nó không bị là ngồi từ phòng khách lại nhìn thấy người ở trong phòng ăn đang ăn uống hay là nấu nướng như thế nào cả. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà vẫn lại mang lại một cái cảm giác là cái sự lưu thông, các cái đường đi lối lại ở trong nhà ấy, nó rất là rộng rãi. Trong cái cách thiết kế thì đối với biệt thự thì nguyên tắc là nên có sảnh, nó sẽ sang trọng. Nhưng tuy vậy cái sảnh nếu mà mình xử lý không khéo thì nó sẽ ngắt không gian như Đức nói. Thế ở đây mình vẫn tạo được cái sự ngắt không gian có tính riêng tư. Nhưng thực sự khi mà sử dụng thì mọi người đã không cảm giác bị tách biệt nhau. Bởi vì do cái cách cái lối liên thông không gian rồi kết nối với sân vườn. Ở đây em thấy là cái khu vực sảnh chờ này chắc là chủ nhà là theo đạo Thiên Chúa Giáo đúng không anh? Đúng rồi, đây là một điểm nhấn hay mà anh cũng định chia sẻ thêm với cả Đức, với cả khán giả của nhà to. Thế thì về phong thủy, về tâm linh một chút. Vâng. Toàn bộ phía sau này là cái trục vệ sinh. Bởi vì thực ra là đối với diện tích nhất định thì không phải là lúc nào mình cũng đặt như ý muốn được. Dạ. Thế thì bọn anh có đưa ra cái cách xử lý là bọn anh tạo ra một cái khoảng không vào khoảng 1 mét ở đằng sau thành một như cái một cái kho để tách biệt với khu trục vệ sinh. Đó. Cũng là một cách xử lý hay. Em cũng rất là thích những cái nu gỗ, các cái họa tiết mà anh xử lý. Đây là dán vân veneer vào đúng không anh? Đúng rồi. Đây là nu ốc chó bóc được dán vào. Đấy. Và cũng chọn theo tỷ lệ. Đấy, mang lại một cái màu sắc và cái hoa văn họa tiết rất là đẹp. Thế là cái phòng ở bên này là phòng gì anh? Đây thế thì mình vào phòng ngủ trước nhé. Đây là phòng ngủ ạ? Đây phòng ngủ có tiện vào không ạ? Bởi vì chưa bàn giao, chưa vào sử dụng nhiều nên là đây thấy. Đấy chưa mua cả đệm luôn. Đây là bình thường là một cái không gian nội thất gỗ ốc chó, khi mà bên anh nhận thi công và hoàn thiện thì sẽ bàn giao cho chủ nhà là như này đây. Đúng rồi. Có thể nói là đây thì mình cũng chưa biết phân biệt là cho thành viên nào trong gia đình. Mà có khi cũng là bác giúp việc ngủ ở đây. Tại vì bởi vì cũng chưa khổ quá. Đây không gian vệ sinh ở đây. Không biết là có quý vị khán giả nào muốn nộp CV giúp việc vào để trông cái căn nhà này không? Tại vì đấy, như lúc nãy chị Hiền chia sẻ thì căn nhà này đến bây giờ chồng con còn chưa biết. Có nghĩa là mỗi một mình chị Hiền ở đây thì cũng chưa có nhu cầu giúp việc, thì chắc chỉ có nhu cầu là người trông nhà thôi, quản gia. Đây là không gian phòng bếp, phòng ăn. Úi dồi ôi,
Sao ở một mình mà nhiều rượu thế này? Đây liệu có phải là một người phụ nữ mà có nhiều, mang nhiều tâm sự không hả anh? Anh cũng thực sự bất ngờ bởi vì chị Hiền cũng là người rất nhỏ nhẹ. Dạ. Nhưng mà lại chị lại có những cái thú chơi rượu rất là ấn tượng. Kia có chai Macallan 25 kìa. Đấy, chai Recast này thì cũng không nói làm gì rồi, những chai như này thì cũng toàn trên chục triệu đổ lên cả. Đấy, cũng là hàng hiếm. Đúng là khi mà phụ nữ chưa trổ tài thì thôi, nhưng mà một khi mà đã ra tay thì chưa chắc anh em đàn ông mình đã đỡ được nhỉ anh nhỉ? Anh em mình không theo kịp. Dạ. Đây là không gian bếp, Vân Đảo bếp. Đấy, và xin nhắc lại cho quý vị khán giả Nhà To một lần nữa là toàn bộ cái không gian này thuộc về sở hữu của một người phụ nữ mà chúng ta vừa gặp ngoài kia, và đến bây giờ thì chồng và con của chị ý, gia đình vẫn chưa ai hay biết là chị đã sở hữu một cái không gian như thế này. Thực sự anh cũng bất ngờ. Và trong suốt quá trình triển khai công trình thì cũng có được tiếp xúc với thành viên gia đình. Dạ. Chồng chị thì thích cái khuôn viên nó khoảng 4-5 nghìn mét, anh cũng đã lên khuôn viên đất. Ừ. Nhưng anh thích là nhà vườn có cái ao, anh rất đơn giản. Dạ. Còn chị thì thích sự ấn tượng. Dạ. Và thích cái phong cách riêng của mình được thể hiện. Dạ. Con trai thì lại thích tân cổ điển theo kiểu dinh thự. À. Cũng chuẩn bị triển khai. Thế là anh xử lý hết à? Không, bên anh cũng sẽ tư vấn giúp cho chị để chị có những cái tham khảo thôi. Ừ. Còn không phải công trình nào bên anh cũng nhận. À, bởi vì nó là mình sẽ nhận theo thế mạnh của mình thôi. Đúng rồi. Còn lại thì đấy là do ngồi tâm sự và ấy. Ừ. Đấy, thì anh cũng phải cẩn thận nhá. Không, lỡ lúc nào mà tâm sự rượu say rồi nhỡ mồm lại lộ ra cái nhà ở đây thì chết. À. Đúng là nhà chưa có một cái gì nhưng mà đã chưa ai ở, nhưng mà đã sắm đầy đủ hết này. Thiết bị em thấy cũng rất xịn nhá. Tủ lạnh Boss này, series 6 này cũng là một cái series mới. Ôi chà, cũng chưa có gì. Ừ. Lò nướng này, bếp này, hút mùi, toàn bộ đều là đồ của Boss. Còn chưa bóc cả mát ra luôn các bạn này. Toàn bộ thiết bị này là bên anh cũng sẽ tư vấn và cung cấp đồng bộ cho công trình. Thiết bị bếp ạ? Đúng rồi, tất tần tật. À, bởi vì thực ra là chị cũng khá là bận. Và thứ hai nữa là bên anh, chị cũng mong muốn là setup từ đầu đến cuối theo 100% theo thiết kế. Rất là hay. Đây cũng đủ bộ bàn ghế 8 đến 10 người có thể hoàn toàn ngồi chứ. Với có một cái hay mà em thấy ở đây là tất cả các không gian ở đây anh Quỳnh đều bố trí những cái hệ cửa kính cách âm hai lớp, nhưng mà lại có thể kéo trượt và mở rộng không gian lưu thông được. Ví dụ ở đây cũng có thể đi ra ngoài, ở đây cũng có thể là một bước là ra ngoài sân vườn luôn. Và em còn thấy là cái khu này cũng chỉ một bước là có thể ra. Phía đằng sau anh còn có một cái khu vực để nấu nướng bếp ở đằng sau nữa, để thoát mùi nữa. Đấy, thì có thể là gia chủ chưa thực sự là có cái nhu cầu để sử dụng đến, nhưng mà mình cũng đã tính hết tất cả những cái mà người ta cần thiết. Bên anh cũng phải đưa ra những cái công năng về mang tính lâu dài. Dạ. Mặc dù là chị cũng chia sẻ là chị ở ít lắm, nên là phục vụ cái đam mê là chính. Ừ. Chút nữa thì chúng ta đến cái phần khu vực cầu thang để anh chia sẻ thêm cái câu chuyện về cầu thang của chị ý nữa. Ừ, đấy. Đó. Ở đây em thấy cái mặt đá này anh cũng chọn một cái tấm đá rất là hay này, đẹp nhỉ. Nhìn các cái vân, đường nét, có đậm, có nhạt, chính phụ, rõ ràng. Nó cũng là một cái sự đồng bộ trong cái cách chọn vật liệu, đấy, ấn tượng trong không gian. Hay quá. Đây, không gian thang máy mà anh bảo là có câu chuyện rất hay ở đây đúng không anh? Đúng rồi. Câu chuyện này lại cũng gắn liền với việc xây dựng công trình mà chỉ để đam mê thôi. Dạ. Thì thực ra là nó sẽ không tồn tại cái thang này. Ban đầu thì ban đầu bên anh cũng tư vấn bởi vì phụ thuộc vào điều kiện tài chính thì chị cũng thoải mái làm. Thứ hai về công năng, nhưng chị cũng bảo thôi chị cũng làm tầng 1, tầng 2, còn tầng 3 để cho nó thành khối nhà cho đẹp. Thế thì cũng bọn anh thường sẽ tính để chờ hết, để trong trường hợp phát sinh thì mình có phương án để xử lý. Dạ. Thế đấy, cũng từ nhà to đấy Đức ạ. Cũng từ nhà to hả anh? Đúng rồi, câu chuyện thang Seabed. Em nhìn cái thang này quen lắm. Cái thang này chắc chắn là đã từng xuất hiện ở trên nhà to rồi. Đúng rồi. Hoàng Đức cũng đã review cho quý vị và các bạn về một cái thang máy của Voyager, một cái thương hiệu tới từ Thụy Điển. Đúng rồi. Giống như này rồi. Nhưng mà cái này có vẻ như là một cái phiên bản mới. Đấy, hay chưa? Cửa mở tự động. Đấy, nào để vào thang máy này xem nào. Úi giời,
mặt thang rất là nhám, có độ bám dính cao. Các bạn sẽ thấy là đây là cái toàn bộ trục để nâng hạ kéo cái thang. Đây, dây xích ở bên này, đấy, to đùng như này, các cái sợi cáp đây. Đấy, còn lại thì toàn bộ là cái thang như thế này, nó sẽ lợi thế là nó không phải đào cái hố pitch ở dưới quá là sâu. Cái này là phân phối là bởi Seabed, đúng không anh? Đúng rồi, Seabed. Seabed, đây. Đấy, thì cái thang kính như thế này thì vào bên trong nhìn lên cái là chúng ta rất là sướng, rất là hoành tráng. Và đặc biệt là xung quanh không có cái hệ khung ở bốn phía nên là cảm giác là cứ đi ở giữa nhà thôi. Nó rất là thoáng, nó không bị các cái phần kỹ thuật làm cản trở cái view nhìn. Thì đây cũng là cái thang có cái tính đặc trưng hay khi mà mình sử dụng. Đây, chúng ta đi thử luôn nhá các bạn nhá. Đây, anh quay phim ở dưới để có thể quay được rõ cái phần hố pit của cái thang này cho các bạn xem nhá. Chúng ta sẽ đi thử lên tầng 2 xem nào. Đấy, đây là một cái thang gia đình và nó sẽ không quá nhanh anh nhỉ. Đấy, nhưng với tốc độ như này, đây. Anh quay phim có thể quay. Đấy, cái phần này ta sẽ nhìn thấy không quá là dày, đúng không ạ? Tốc độ vừa phải, cũng khá là rồi. Toàn. Chúng ta sẽ đi lên đây nào. Khoáng nhỉ. Đấy, đi mà nhìn được khắp cả bốn phía của nhà luôn. Nó sẽ khác biệt hẳn với những cái thang thông thường đóng trong một cái hộp kín. Ai, chà chà. Wow. Đấy, các bạn thấy chưa? Xịn sò chưa? Đi không phải đụng tay vào bất cứ một cái gì. Đấy, tự đóng, tự mở ở đây. Chúng ta đang có mặt ở trong không gian tầng 2 rồi này. Trời ơi, tại sao nhà không người ở mà lại làm xịn sò thế này? Đấy, đứng ở đây view xuống thì đúng là chất gọi là triệu phú. Thường các công trình bên anh thiết kế tổng thể thì đến 8 đến 90% là sẽ có thông tầng. Với cái giá trị liên thông giữa công năng rồi thì các thành viên trong gia đình giao tiếp với nhau rất là tốt. Nhất là có thế hệ mà người già nữa. Đấy, bản thân là thế hệ trẻ bây giờ là đi học suốt ngày nhưng khi về là cứ phòng anh ở đấy ở. Thì cái giá trị của cái thông tầng nó giúp cho mọi người liên kết với nhau tốt hơn. Đó, thì khi mà cái công trình này cũng được hình thành từ cái tiêu chí là làm với đam mê thì mình lại càng phải đặt các cái điểm nhấn đấy vào. Dạ. Mình ưu tiên công năng hàng đầu. Đúng là nhà này có nhiều khoảng thoáng ghê nhỉ anh nhỉ. Em thấy ngoài này dành nguyên cả một không gian chỉ để làm chỗ thông tầng để trồng một cái cây. Trong cái cách thiết kế bên anh thì cố gắng đưa nhiều các cái khoảng không gian xanh, điểm thoáng vào. Đây, hai phòng này là đã có gì chưa hả anh? Hai phòng này thì cũng chưa vào sử dụng. Đấy, mời Đức vào xem nào. Wow. Vào vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ rất là mới, chưa có mùi của hơi người sử dụng ở đây các bạn ạ. Đấy, đây là một không gian. Sau này hoàn thiện bàn giao nữa, còn đệm rồi ga trải giường vân vân ở đây. Tường đây còn chưa bóc hết tem này. Đây là để tránh chảy xước khi mà cái kệ tường này nó va đập vào đây. Đấy, và ở đây em thấy là anh cũng tận dụng tối đa cái sự phối hợp giữa gỗ ốc chó và cả gỗ công nghiệp. Bên anh thường thiết kế sẽ hạn chế và điểm nhấn gỗ ốc chó ở một mức độ nhất định. Vâng. Bởi vì thực ra là bọn anh sẽ đặt cái yếu tố không gian sang trọng, hiện đại, nhẹ nhàng lên hàng đầu. Và gỗ ốc chó sẽ là điểm nhấn. Nên bên anh sẽ kết hợp nhiều các cái yếu tố về vật liệu như acrylic này. Sắp tới thì bên anh cũng sẽ có những cái công trình đưa rehouse vào nữa thì là một cái vật liệu cao cấp hơn. Vâng. Đây em thấy cũng toàn bộ đây cũng đều là các cái vật liệu. Đây là laminate. Đây là acrylic. Em tưởng nó phải bóng. Có cái loại nhám mờ này. Rất là hay. Bây giờ những cái gỗ công nghiệp sản xuất trong nước như kiểu An Cường của mình giờ làm ra được rất nhiều những cái loại. Đúng rồi. Mà nó mix vào không gian như này nó vừa hiện đại nhưng mà lại kết hợp với cả gỗ ốc chó nữa lại thêm tính sang trọng. Đúng rồi. Hay quá. Chúng ta lại đi khám phá tiếp không gian nào các bạn nào. Không gian này thì đã có một chút khác biệt. Đây, chắc là đã phải có người ở rồi. Hoặc là không gian này là để chuẩn bị sẵn để cho chị Hiền lúc nào mà về nhà thì sẽ nghỉ ngơi ở đây. Đây, đây là phòng master của toàn nhà. Thì bọn anh cũng sẽ setup tối ưu nhất có thể.
có không gian thay đồ riêng, hơi tách biệt so với không gian ngủ. Và bản thân là phòng vệ sinh thì mình cũng tránh cái yếu tố phong thủy cho gia chủ. Mặc dù là chị cũng không quan trọng vấn đề này, nhưng mà mình cũng tránh vấn đề ra thì mình đặt hệ thống tủ ở đối diện. Đây, các bạn xem này, với cái tông tường xung quanh là những cái tông tối màu như thế này, đèn điểm như thế này thì cảm giác là bước vào đây nó sẽ rất là thư thái, thư giãn. Nhưng nói thêm với Đức là những cái sản phẩm decor đây, hay là những tượng này, hay là những cái tượng sư tử thì hoàn toàn là do trực tiếp mà anh cùng với cả một họa sĩ nữa phát triển ra. Có nghĩa là những cái tượng này cũng là của R cộng phát triển. Đúng rồi. Cái tranh này nay em mở ra em đang thấy hay hay. Đây là tranh, đây là các cái viên sỏi đúng không anh? Đúng rồi, sẽ đặt đá theo bố cục. Có thể nói là hàng độc đấy, trên thị trường không có. Cũng là một cái cách để chơi tranh rồi vật liệu khá là thú vị. Bên anh thì cũng đi sâu vào chi tiết, bởi vì sau khi hoàn thiện công trình thì bên anh sẽ có thêm cái phần setup, bởi vì nhiều anh chị chủ nhà là quá trình sử dụng là đưa nhiều các cái đồ nó không phù hợp, nó mất mỹ quan đi thì thường bên anh sẽ tư vấn tổng thể. Với những cái không gian mà sử dụng gỗ ốc chó như thế này thì gần như có nhiều các cái hệ tủ ấy, và nhiều cái hệ kệ trang trí. Thế nên là làm xong nhà thì đôi khi là cái thời gian để đi sắm đồ decor là cũng rất là tốn thời gian. Đúng. Và nhiều người có thể là không phải ai cũng có sự lựa chọn chính xác nhất hay là có cái gu nó phù hợp nhất với cái nhà của mình. Đấy. Một điểm em thích nữa ở không gian này là đây, sáng ngủ dậy cái nhìn view ra trực tiếp này, xuống không gian sân vườn phía dưới. Cái này em nghĩ là nếu mà view ra vịnh Hạ Long chẳng hạn này, hoặc là view đồi, view núi gì đấy chẳng hạn này thì thôi, cái nhỉ? Là hết nước chấm luôn đấy. Hết nước luôn, ngủ dậy cái là xung quanh là ngập tràn tiếng chim. Thế là ở phía bên trên thì mình còn không gian nào nữa không anh Quỳnh? Ở trên thì là các không gian phụ, phòng giặt, thay đồ, ra phơi. Nhưng mà cũng nhiều không gian trống bởi vì cũng không dùng đến. Bởi vì như anh Quỳnh chia sẻ lúc nãy là cái tầng 3 là cái không gian mà thực ra là chỉ muốn làm để cho cái khối kiến trúc ở phía bên ngoài nhìn nó đẹp. Đúng rồi. Nên là công năng thì chị không sử dụng đến nhiều nên là mình sẽ để trống. Dạ, rất là hay. Những cái phần còn lại thì sẽ nhờ anh cameraman, anh sẽ quay chi tiết để cho quý vị khán giả Nhà To cùng chiêm ngưỡng nhé. Giấc mơ của bao người. Em chào chị Hiền lại. Ơi sao chị lại vẫn vào trong nhà để nghiên cứu về biệt thự gỗ ốc chó này anh này? Đúng là đam mê bất tận. Để xem là nhà mình còn cái gì mà chú Quỳnh chưa đưa vào không? Đây là bước gọi là bước soi. Xem có thiếu gì nữa không? để lại bắt đền đây đúng không hả chị? Xem là đây cũng là một cái tình trạng chung em hay gặp. Đấy là đôi khi các gia chủ là hay xem ở trên Nhà To xong rồi để xem là nhà của mọi người như thế nào, có gì hay để mình lại áp dụng vào trong nhà của mình. Đấy. Thực sự em nghĩ là thôi, chị xem cái này ít thôi, không xem cái này nhiều rồi nó nghiện đấy. Với cả là nhà chị đã đẹp như này rồi thì em nghĩ là thôi bây giờ chị dành thời gian chị tận hưởng thụ cuộc sống thôi, với cả là thôi thì chị giấu chồng thế cũng được rồi, chắc là vài hôm nữa up clip thì biết đâu anh cũng lại biết thì lúc đấy lại mất hay. Cũng có thể là món quà bất ngờ. Món quà bất ngờ. Dạ. Thế thôi, để đến hôm chiếu ở trên Nhà To rồi bất ngờ luôn chị nhá, lúc đấy lại gửi link cho cho anh nhá. Hôm nay em cũng tới bất ngờ mà. Đấy thì cũng rất là cảm ơn chị Hiền là chị đã tạo điều kiện để cho ekip Nhà To được vào tham quan cái công trình nhà của chị. Thì không biết là hôm nay thì nhân tiện là em vào thăm ở đây thì chị xem là trong cái quá trình mà làm cái nhà này ấy, có gì chị chưa vừa ý với R cộng hay với anh Quỳnh thì chị cứ bộc bạch với em đi, để có gì mình còn ăn vạ.
chị ạ? Cái công trình cũng là như là đi vào hoàn thiện hết ấy, thì chị cũng cảm thấy rất là hài lòng về cái thiết kế cũng như là thi công của R cộng. Trong cái quá trình đấy thì chị cũng giao toàn bộ cho Quỳnh là xử lý mọi việc. Và chị còn thỉnh thoảng chị có vấn đề gì thì chị mới chúng Quỳnh ngồi để trao đổi riêng thôi. Niềm tin cũng tuyệt đối rồi đấy. Đúng rồi. Đấy. Thì cũng rất là cảm ơn anh Quỳnh. Và cũng chúc mừng anh là lại đã có thêm một công trình rất là đẹp. Và chúc mừng anh là lại có thêm một vị khách hàng cũng rất là dễ mến. Và hôm nay tình cờ gặp chị Hiền, thấy chị rất là đáng yêu, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Rồi, đúng là vâng, cứ nhà như nào là biết chủ nhà như thế thôi anh ạ. Và cũng rất là mong là chị Hiền lại tiếp tục theo dõi Nhà To. Nhưng mà chị lại sắp tới thì em sẽ làm thêm nhiều những cái nội dung. Vì em bảo anh Quỳnh rồi là hôm nay anh Quỳnh giới thiệu em là cái nhà này là theo phong cách Mỹ. Thì hôm tới em sang Mỹ em quay lại cho anh Quỳnh xem, về mình đối chiếu lại xem có đúng là phong cách Mỹ hay không. Đấy, thì lúc đấy chị lại nhớ theo dõi Nhà To để có thêm nhiều những cái nội dung mà về sau có thể biết đâu chị lại giấu chồng làm 2-3 căn nữa. Rất có thể đấy Đức ạ. Dạ, vâng, em cảm ơn chị. Và cũng chân thành cảm ơn quý vị khán giả Nhà To đã quan tâm theo dõi. Và cũng như mọi lần, quý vị và các bạn quan tâm chi tiết hơn, muốn khám phá chi tiết hơn về căn biệt thự này thì hãy truy cập vào website của Nhà To, nhato360.vn, để chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm trên công nghệ VR 3D, VR 360 đối với toàn bộ cái công trình này, để các bạn có thể tự nhiên đi khám phá và trải nghiệm, biết thêm nhiều những cái thông số chi tiết hơn. Ví dụ như là cái bàn này thì kích thước bao nhiêu, bộ sofa thì kích thước như thế nào, hay là làm từ vật liệu gì, vân vân vân. Đấy, thì trong một cái thời lượng video thì chắc chắn là Hoàng Đức sẽ không thể là chia sẻ hết được tất tần tật những cái chi tiết đấy cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì khi mà website của Nhà To chính thức ra đời thì chúng tôi sẽ cung cấp cái nền tảng để giúp cho quý vị khán giả sẽ tìm hiểu rõ hơn được những cái thông tin chi tiết như vậy, và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho quý vị trong cái quá trình chúng ta hoàn thiện một cái ngôi nhà thật là ấm áp, và một ngôi nhà theo đúng sở thích và mơ ước của mình. Và chân thành cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.